gái 2K2 bị dọa đuổi việc vì từ chối tham gia văn nghệ trong team building của công ty. Trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh tin nhắn của một cô gái tố mình bị sếp dọa đuổi việc vì từ chối tham gia văn nghệ với công ty. Theo đó, cô gái sinh năm 2K2 khi nhận được tin nhắn của sếp hỏi thăm vì không tham gia văn nghệ thì đã thẳng thừng từ chối, đồng thời thông báo sẽ không đi team building cùng công ty mà sẽ đi du lịch với bạn. Đáp lại, người sếp này cho hay sau khi nhân viên đi du lịch về sẽ review, tức đánh giá lại công việc và quyết định có tiếp tục làm việc với cô gái này hay không. Điều này đã khiến cho cô gái bức xúc đăng đàn tố sếp không chuyên nghiệp. Bên dưới bài đăng, nhiều tranh cãi với những ý kiến trái chiều cũng đã nổ ra. Nhiều người cho rằng hoạt động team building về quy định là không bắt buộc nên nhân viên vẫn có quyền không tham gia. Nhưng mặt khác, cũng có người lập luận nếu chỉ đi làm và đi về thì nhân viên khó có sự gắn kết với công ty. Đồng thời, nếu đã không tham gia team building thì cô gái nên có sự trình bày khéo léo, không nên chặt chém sếp như thế này. Nếu vậy thì mối quan hệ với cấp trên sẽ đi vào ngõ cụt là điều đương nhiên. Một số bình luận của netizen như sau: quan trọng là ở thái độ và cách nói kìa. Mình thấy cũng 1 9 1 10 cả, sếp không hiền còn nhân viên thì cũng không biết điều. Đúng là ai chẳng ngại mấy vụ văn nghệ này nhỉ?